Hôm nay 27 tháng 8, lễ nhớ Thánh nữ Monica, bổn mạng của chi hội
Hòa Hưng, các bà mẹ Công giáo xin dâng mừng bổn mạng, cầu nguyện cho các chị em, đặc biệt cầu nguyện cho các hội viên đã qua đời cũng như các ân nhân, và cũng xin được dâng thánh lễ với ý được hưởng ơn đại xá. Cũng dâng với ý tạ ơn Chúa, cầu bình an, xin như ý, xin đền tội, xin ơn hoán cải. Lễ dỗ các linh hồn Gioan Bautista Giuse, Gioan Bautista Trần Xuân Tuệ năm thứ ba, Agatha năm thứ ba. Cầu nguyện cho các cha linh hướng, cha cố Phaolô Nguyễn Văn Truyền, cha cố Bernardo Phạm Văn Quy. Cầu nguyện cho Maria Giuse, Maria Teresa Monica, Đa Minh Anna Francisco, các linh hồn nhà an nghỉ, các thai nhi. Cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ, nội ngoại, các linh hồn. Và đặc biệt trong thánh lễ chiều nay, có cha cố Giuse cùng dâng thánh lễ đồng tế. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em. Chúng ta hân hoan vui mừng với ngày lễ Thánh Nữ Monica, bổn mạng các bà mẹ, đặc biệt các bà mẹ Công giáo Hòa Hưng. Và qua gương sáng đời sống thánh điện của Thánh Nữ Monica đã xây dựng tổ ấm, nơi ấy là hạnh phúc gia đình, nơi ấy còn là hoán cải một người con để trở nên một vị thánh rất lừng danh, thánh Âu Tình Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh. Chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa và xin ban cho các bà mẹ chúng con đây được nhiều ơn của Chúa, được kiên tâm trong đức tin trung tín trong đời sống của mình, và qua đó luôn luôn kiến tạo một gia đình hạnh phúc. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện lòng. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Thank you.
Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng an ủi những ai sầu khổ, Chúa đã đoái thương nhậm lời Thánh Monica khóc than cầu khẩn cho con bà là Âu Tinh được ăn năn trở lại cùng Chúa. Xin cũng nhậm lời hai thánh chuyển cầu mà cho chúng con biết thực tình ăn năn hối lỗi để được Chúa khoan hồng thứ tha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Cha trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần từ muôn thuở đến muôn đời. Lời Chúa trong sách Huấn Ca: Phúc thay ai cưới được vợ hiền, tuổi thọ sẽ tăng lên gấp đôi. Vợ đảm đang khiến chồng được sung sướng, được an vui suốt cả cuộc đời. Vợ hiền là số tốt phận may dành cho những người kính sợ Đức Chúa. Giàu hay nghèo, lòng vẫn cứ an vui, lúc nào nét mặt cũng tươi cười. Vợ có duyên thì chồng hạnh phúc, vợ khôn khéo thì chồng được nở mặt nở mày. Phụ nữ ít nói là quà Đức Chúa ban, không chi sánh bằng người có giáo dục. Phụ nữ nết na là ân phúc tuyệt vời, không chi quý giá bằng người tiết hạnh. Người vợ hiền trong cửa nhà ngăn nắp, đẹp như vần hồng trên chốn cao xanh của Đức Chúa. Đó là lời Chúa. Dám tự hào mắt này nguyện chẳng nhắm cao, đường danh vọng con không đặng buông, việc phi thường nào dám mưu cầu. Lạy Chúa xin gìn giữ linh hồn con trong bình an của Ngài. Hồn con giữ thinh lặng chẳng hề một khi xôn xao, như bé ngủ trong tay hiền mẫu, hồn con dậy lặng lẽ an vui. Lạy Chúa xin gìn giữ linh hồn con trong bình an của Ngài. Giờ đây cho đến muôn đời vững lòng nào hơi ít xin, mà trông cậy kiên trung vào Chúa, vì chỉ Ngài là Chúa ta thờ. Lạy Chúa xin gìn giữ linh hồn con trong biệt an của Ngài.
Lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thê-sa-lô-ni-ca. Thưa anh em, về ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta quang lâm và tập hợp chúng ta về với Người, tôi xin anh em điều này: nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần khí mặc khải, hoặc đã nói, đã viết thư quả quyết rằng ngày của Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ, đừng để ai lừa dối anh em bất cứ cách nào. Thiên Chúa đã dùng tin mừng chúng tôi loan báo mà kêu gọi anh em, để anh em được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô. Vậy, thưa anh em hãy đứng vững và nắm giữ các truyền thống chúng tôi đã dạy cho anh em, bằng lời nói hay bằng thư từ. Xin chính Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô, và xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, đấng yêu thương chúng ta và đã dùng ơn sủng mà ban cho chúng ta niềm an ủi bất diệt và niềm cậy trông tốt đẹp, xin các Ngài an ủi và cho tâm hồn anh em được vững mạnh để làm và nói tất cả những gì tốt lành. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Na-im, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. Đức Giêsu đến gần cửa thành, đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn. Người này là con trai duy nhất và mẹ anh ta lại là một bà quá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạy lòng thương và nói: bà đừng khóc nữa. Rồi người lại gần sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói: này người thanh niên, tôi bảo anh, hãy trỗi dậy. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu cho anh ta, cho bà mẹ, mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. Lời này về Đức Giêsu được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, nếu Đức Maria được mệnh danh là Đức Mẹ Sầu Bi, thì nữ thánh Monica cũng cần được gọi là người mẹ sầu khổ. Đức Maria Sầu Bi chính thức chỉ có 14 đàng thánh giá, còn Thánh nữ Monica là khoảng 17, 18 năm trường, khóc cho chồng, đặc biệt khóc cho con. Đúng như Chúa Giêsu nói, ngày nào cũng có sự khốn khổ của ngày ấy. Người ta nói rằng là
được vợ thì mất chồng, được mẹ thì mất con, nữ thánh Monica mất tất cả, cả chồng cả con, theo nghĩa tinh thần nghĩa là mất phước vì chồng vì con. Nhưng Ngài đã lay chuyển như thế nào? Bài đọc một tôi thấy rằng là mẹ thánh Monica đúng là mẹ hiền đức hạnh, để phúc cho con cho chồng, bà mẹ thánh. Các bà mẹ Công giáo ở Hưng thì ai cũng biết tiểu sử của vị thánh bổn mạng hôm nay. Nữ Monica sinh năm 332 tại Agas ở Bắc Phi, theo một gia đình Kitô giáo, nhưng lại lấy chồng ngoại đạo là anh Patricio, rồi có ba người con trưởng là Agustino. Chồng thì ngoại đạo chắc cũng chẳng tốt lành gì, còn đứa con đầu lòng thì có đạo cũng như không, gọi là còn nghịch đạo nữa, làm sao chuyển hóa được đây? Trong bài đọc một đó là có lẽ nữ thánh ít nói để cầu nguyện nhiều và để khóc thương nhiều, và nước mắt đã làm mềm lòng với lời bảo ban, làm cho ông chồng Patricio được ơn trở lại đạo Công giáo. Và rồi sau 17-18 năm trường thì nghịch tử Agustino đã được ơn trở lại một cách rất đặc biệt, nhờ Chúa Thánh Thần, nhờ lời bảo ban và giọt nước mắt của mẹ hiền, và cách riêng nhờ lời dạy bảo của Thánh Giám Mục Thành Mi Lăng là Thánh Ambrosio. Khi trở lại, Agustino là 33 tuổi, có sự trùng lập. Thánh Ambrosio tiến sĩ hội thánh, trước kia cũng ngoại đạo, rồi khi được bầu làm giám mục mới được rửa tội và được ơn trở lại làm giám mục, lúc đó 34 tuổi. Hóa ra hai ông thánh là trùng hợp, thầy và trò đều giống nhau cả, được ơn trở lại ở cái tuổi 30-34, là tuổi Chúa Giêsu hoàn thành việc cứu độ ở trần gian. Để rồi hai ông thánh này đã khai mở linh đạo để phục vụ cho giáo hội, nhất là Thánh Agustino sống dài lâu để bù đắp cho 33 năm trường không biết Chúa, nên thánh nhân có thể nói là giống như Thánh Phaolô muộn màng theo Chúa để rồi là bù đắp lại những tháng ngày quên lãng. Thưa cộng đoàn, chúng ta thấy thánh nữ Monica cũng là hình ảnh của các bà mẹ Công giáo chúng ta đây. Hạnh phúc thì cũng tràn đầy, nhưng kèm theo biết nhiêu là đau khổ, có khi vì chồng vì con, điều mà mình muốn thì lại không có thể hiện được, điều mình không muốn thì lại cứ phải xảy ra. Ở trong chăn, biết chăn có rận, gia đình nào cũng có những vấn đề của nó. Vì thế mà chúng ta mới là như Chúa Giêsu chạnh lòng thương, không phải chạnh lòng, chúng phải yêu thương các bà mẹ của mình, sống một đời hy sinh quả cảm, tất cả vì lợi ích của gia đình và lợi ích của giáo hội. Có một điều đó là cái niềm hạnh phúc tinh thần của nữ thánh rất là ngắn ngủi, như chợt tắt vậy. Khi mà Agustino được trở lại, mẹ rất hân hoan, hạnh phúc vì kết quả cái cuộc đau khổ của mình nay đã sinh hoa kết quả tốt đẹp. Phải tạ ơn Chúa, phải mừng vui và
mong rằng là nó được lâu dài thì có thể theo con của mình làm tiến sĩ hội thánh, phục vụ cho biết bao nhiêu người. Nhưng không, Chúa lại ngắt cái quãng đời của mẹ. Chỉ được một ít hôm sau thì mẹ thánh đã ngã bệnh về với Chúa trong hương thơm đạo đức, để lại di huấn cho người con của mình để con tiếp tục. Chúa lại thử thách mẹ thánh một lần nữa. Cũng giống như là Marina khi được gặp gỡ Chúa sau những ngày vắng bóng thì tưởng rằng là phải giữ chân Chúa, nhưng mà Chúa lại bỏ đi mất. Dường như Chúa cũng có vẻ hơi là bất công. Và có lẽ là các bà mẹ của chúng ta cũng vậy. Nhiều khi thì con cái thành công, sung sướng hạnh phúc, nhưng mà liệu rằng được dài lâu hay không, hay là những đứa con đó nó không còn ngoan nữa thì sao đây? Bài hát của bà mẹ là bà mẹ thánh, cho nên các bà mẹ cũng cố gắng nên thánh theo gương của vị bổn mạng hôm nay. Đức ông chồng nên thánh nhờ vợ hiền Monica. Augustino, người con yêu quý, cũng nên thánh như người mẹ hiền. Nhưng mà có khi thì chúng ta thấy rằng là chính người mẹ để được nên thánh nhờ con cái của mình. Tôi muốn nói cái trường hợp của chân phước Carlo Acutis, 15 tuổi mà được nên thánh. Rất lạ lùng, với mẹ của Carlo Acutis thì khô khan nguội lạnh, chẳng đi lễ đi nhà thờ gì cả. Nhưng mà người con đạo đức đi lễ hàng ngày, rước lễ hàng ngày, nêu gương sáng, có lẽ cũng có những lời nhắc nhở. Cho nên ngược lại, không phải người con được ơn trở lại mà lại người mẹ được ơn trở lại. Hiện tại vẫn còn sống, nay rất siêng năng đi lễ đi nhà thờ, họp hành các hội đoàn đàng hoàng. Liệu rằng các bà mẹ công giáo có thấy cái hình ảnh đẹp đó không? Khi mà con cái của các bà ngày Chủ nhật, thứ năm đều đi lễ sốt sắng, rồi các giáo lý viên trẻ tuổi cũng vậy. Những ông già bà cả nó không làm được mà lại tuổi trẻ dám hy sinh cả thời giờ, có khi mà gọi là không còn thời giờ gặp người yêu nữa, để rồi là giúp đỡ cho các em thiếu nhi. Cái gương sáng đó có lẽ phải đánh động chúng ta. Mà chúng tôi cũng vậy, ngay các linh mục cũng tương đối vậy. Trong cái kinh các linh mục đó, chúng tôi là những người gọi là lỗi lầm, khô khan. Và đúng như vậy, phải nhờ gương sáng của anh chị em giáo dân, sáng kinh chiều lễ rất sốt sắng. Không phải tất cả, nhưng mà có những gương sáng ở giữa chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa. Vậy thì chúng ta phải làm gương sáng cho nhau, gương sáng của bà mẹ, nhưng gương sáng của con cái nữa. Mẹ Thánh Monica sống cuộc đời chỉ vỏn vẹn có 56 năm, không được gọi là 60 năm cuộc đời, không gọi là hưởng dương, chỉ có 56 năm cuộc đời, nhưng đã làm một cái sự nghiệp vĩ đại, đó là dâng con cho Chúa. Và ngày nay trên trời tiếp tục để phù hộ chúng ta, giúp các mẹ công giáo trên toàn thế giới sống một đời gương mẫu. Chúng ta phải nhờ mẹ Thánh Monica và nhờ biết bao những bà mẹ thánh ở trần gian này làm cho thế giới được thoáng khí, được tốt đẹp hơn. Chiến tranh loạn lạc, bạo loạn khắp nơi, có lẽ
chỉ nhờ cái sự hiền hậu, giọt nước mắt, mà giọt mắt đấy phải kèm với lời cầu nguyện nó mới có giá trị. Chứ còn nếu mà có khóc lóc không thương thì giống như đám ma có những người còn khóc mướn thôi. Cái quan trọng là khóc lóc kèm với lời khẩu nguyện, kèm với lời bảo ban thân tình, và Chúa sẽ tác động tất cả. Hôm nay chúng ta mừng lễ bổn mạng Monica, mong rằng là các mẹ Công giáo trở nên những bà mẹ thánh, nhất là trong thế giới tục hóa ngày hôm nay, người ta quên Chúa rất nhiều. Và những ngày vừa qua chúng ta thấy Thánh Phêrô đã thay lời cho đồng bạn: bỏ thầy con biết theo ai. Vâng, chúng ta nhất định là không có bỏ Chúa, chúng ta cũng không có bỏ vị thánh của chúng ta mừng, mà theo chân bắt chước. Không biết là theo Chúa có được hoàn toàn không, thì ít nữa thì theo chân bắt chước mẹ thánh Monica trong cuộc sống, trong đời thường. Chính cái nhỏ bé đó mà nên cái sự nghiệp, đâu có cần phải làm những việc và kinh thiên động địa, mà rất âm thầm nhỏ bé ở trong gia đình, chăm sóc cho chồng cho con, nhất là vấn đề tâm linh, là liệu rằng là như Đức Hồng Y John Sita Phạm Bình Mẫn nhắc nhớ cho rằng là tổ chức giờ kinh tối thì coi như là sống được gọi là nửa cái phần đạo đức trong ngày. Liệu rằng các bà mẹ Công giáo có tổ chức được giờ, hay là chồng thì coi tivi, con thì xem game, mẹ đọc kinh một mình? Không được, phải dành thời giờ tập trung làm sao để làm sao có thể đọc kinh tối. Ngày nay chúng ta thấy là có nhiều cái tiện nghi tốt đẹp lắm, mạng lưới toàn cầu thánh trang, rồi lời Chúa của tổng giáo phận, hãy mở ra mà xem, mà đọc, mà làm được nên thánh. Bởi vì chúng ta thấy chịu ảnh hưởng của ngoại cảnh quá nhiều, nên giáo hội phải đưa ra những các cái phương tiện để giúp chúng ta được trở về với Chúa. Nếu như mà Augustus được ơn trở lại, thì người mẹ cũng được ơn trở lại, trở về với Chúa. Và hàng ngày chúng ta dâng lễ trở lại, trở về với Chúa. Hàng ngày các bà mẹ tổ chức giờ kinh tối cũng là trở về, trở với Chúa. Vì ở nơi đâu có hai ba người họp man thì có Chúa ở giữa. Amen. Anh chị em thân mến, cuộc đời của Thánh nữ Monica là chuỗi ngày sống hết tình với Chúa, hết mình vì chồng con. Thánh nữ là mẫu gương cho các bà mẹ Công giáo trong bổn phận đối với gia đình và trách nhiệm giáo dục đức tin con cái. Cùng với Thánh nữ Monica, chúng ta dâng lên Chúa những tâm tình, những lời cầu nguyện. Cuộc đời Thánh nữ Monica đã trải qua nhiều gian truân, đau khổ và thử thách. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị chủ chăn trong hội thánh biết phó thác vào sự quan phòng của Chúa, đồng thời luôn tin tưởng và trung thành phục vụ dân thánh của Người. Xin Chúa nhận
Monica kiên trì cầu nguyện và được Thiên Chúa nhận lời. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu biết siêng năng cầu nguyện và thực thi bác ái để nhận ra Chúa mới là chân lý đích thực của đời mình. Xin Chúa nhận lời chúng con. Tấm lòng người mẹ bao la như trời biển. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người con trong gia đình cảm nhận được tình thương và sự hy sinh của cha mẹ dành cho mình để biết sống hiếu thảo và vâng phục các ngài. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã ban cho các bà mẹ công giáo một mẫu gương tuyệt vời là Thánh Monica. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bà mẹ công giáo biết noi gương thánh nữ, tận tình phụng sự Chúa và phục vụ gia đình, đồng thời biết quan tâm giáo dục con cái theo luật Đức Kitô và Hội Thánh. Xin Chúa ân thưởng cho các linh hồn, các cha linh hướng, hội viên và ân nhân đã qua đời được hưởng nhan Thánh Chúa. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một mẫu gương sáng ngời là Thánh Nữ Monica. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Nữ, xin cho chúng con được lòng can đảm và hy vọng để vượt qua những thử thách gian nan trong cuộc đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin anh chị em cầu nguyện để hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con dâng tiến của lễ này để kính nhớ Thánh Nữ Monica. Xin Chúa thương chấp nhận mà tha thứ tội lỗi chúng con và ban cho chúng con được ơn cứu độ muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha, Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì Chúa dùng đời sống đức tin kỳ diệu của các thánh như một năng lực luôn luôn mới mà làm cho hội thánh nên phong phú. Và Chúa tỏ cho chúng con thấy những dấu chứng thật chắc chắn về tình yêu của Chúa. Hơn nữa, để hoàn tất chương trình cứu độ, chúng con cũng được gương sáng đặc biệt của các ngài thôi thúc và luôn được các ngài sốt sắng chuyển cầu chức nhan Chúa. Vì thế, lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con,
Đức cha phụ tá Giuse và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin Chúa Thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sống, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Niềm vui bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, phúc những ai được mời dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chân đáng Chúa.
Tình yêu Thiên Chúa như vầng dương soi tỏ khắp nơi. Tình yêu Thiên Chúa là vì sao giữa đêm mù tối. Tình yêu Thiên Chúa dìu con vượt qua sóng đời nổi trôi, thuyền con giữa dòng đại dương bóng bên Ngài ơi. Mùa xuân tô đẹp ước mơ, tuổi thơ yêu dấu ngày và đêm khát khao tình Chúa. Ngài luôn soi bước đời con đủ muôn phúc ơn tràn lan, và luôn đỡ nâng uy an những khi sầu vương. Con qua ngàn nắng mưa, hồn con vui sướng chìm ngập trong trái tim của Chúa. Nhìn lên thánh giá đôi câu, Ngài đã hiến mình vì ai, bởi yêu thế nhân lầm than Chúa xuống trần gian. Trời.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong ngày lễ kính Thánh Nữ Monica, Chúa đã dùng bí tích thánh thể nuôi dưỡng chúng con. Xin cho bí tích này vừa đem lại ánh sáng cho tâm hồn, vừa đốt nóng lòng tin yêu của chúng con. Nhờ đó càng ngày chúng con càng tha thiết sống cuộc đời thánh thiện và chuyên lo làm việc lành phúc đức. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin rất là hân hoan vui mừng lễ Thánh Nữ Monica là bổn mạng của các bà mẹ Công giáo xứ nhà. Chúng ta nổ một tràng pháo tay thật lớn để mừng. Và cách nay 2 năm thì chắc chắn lễ Thánh Nữ Monica đã diễn ra trong nhiều nước mắt của các bà mẹ Công giáo, vì cha cố Giuse đây đi tĩnh dưỡng. Thế nhưng mà chúng ta thấy sau 2 năm gặp lại, chúng ta thấy cha lại coi bộ khỏe mạnh hơn, và cái cự ly cũng không xa là bao nhiêu, từ đây đến nhà Vãng Lai Phú Nhuận có 2 cây số thôi. Cho nên quý ông bà anh chị em được có nhiều dịp gặp gỡ Ngài, và đặc biệt trong thánh lễ hôm nay, nhất là các bà mẹ Công giáo gặp thấy Ngài thì khỏe không? Quá khỏe luôn. Và sau thì Ngài rời giáo xứ là ngày 29 tháng 8 là lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Và chúng ta thấy sức khỏe của Ngài rất tốt. Ngài cứ đi, nhất là đi nước ngoài nhiều lần, khỏe như vậy. Và sau lễ này thì Ngài cũng chuẩn bị đi Hoa Kỳ để lễ dỗ cô em của Ngài. Cho nên kính chúc cho cố luôn luôn gần gũi với chúng con, để chúng con cảm nhận được niềm vui mừng có cha cố luôn luôn ở bên chúng con. Và chắc chắn rằng nhiều người trong chúng con rất luôn nhớ đến cha cố để cầu nguyện cho cha cố được khỏe mạnh, được bình an. Chúng ta vỗ tay để mừng cho cha cố. Cha cố có nói gì không em? Chúng ta lãnh nhận phép lành cuối thánh lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Trong cậy rước Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện.
Trong cơn gian nan thiếu thốn, đức nữ đồng trinh hiển vinh sang la, hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Lạy rớt thanh trái tim Đức Chúa Giêsu. Lạy trái tim cực thanh cực tinh rớt thánh Đức Bà Maria. Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu con thờ lạy Chúa. Các chị các bà mẹ chúng ta tranh thủ đi lên để chụp hình với cha hai cha nhé.